cái câu chuyện mà mình dồn hết vào làm một bộ phim mà mình nghĩ rằng là nó sẽ nó sẽ trở thành một cái hết thì thật ra nếu mà làm phim nghệ thuật thì mình sẽ rất dễ bị rơi vào cái trạng thái tranh vanh trong cái việc rằng là liệu cái bộ phim này có được đông đảo khán giả người ta thật sự đón nhận và hiểu nó không Anh nói như này rất là đúng nhưng mình nói là vì hùng không có nói không có nói gì nói rõ ý của hùng. cái ý của hùng đó là hùng chỉ có làm cái hùng nghĩ là đúng cái chứ hùng không bao giờ nghĩ đến khán giả, hùng ừ. không bao giờ nghĩ đến khán giả. vì sao là vì hùng luôn luôn nghĩ là cái hùng làm ra nó là cái món quà, đó, và cái 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 số tiền mà người đi xem người ta bỏ ra để xem phim hùng nó không có xứng đáng, đó, cái cái mà hùng đưa cho nó 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 đắt hơn là cái 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 mà họ đi mua nhiều, đấy. thì 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 cái cái đó là cái mà hùng nghĩ thì ra hùng chỉ có tập trung vào cái chuyện là làm sao mà làm cho được một cái cuốn phim nó có một cái chất liệu nghệ thuật rất là cao đó và thế thôi đó và hùng mong là rất sẽ có rất là nhiều người đi xem nhưng mà cái đó là cái hoang tưởng của hùng